những tác phẩm thơ thể hiện khí phách, khát vọng, tình yêu đất nước của con người Bắc Giang. Là mảnh đất giàu bản sắc văn hóa, cũng là nơi sản sinh ra nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng. Với người dân Bắc Giang, thơ là một món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống. Hàng năm thì tỉnh Bắc Giang đều tổ chức Ngày Thơ Việt Nam vào dịp rằm tháng Giêng. Thế và đã thu hút được rất đông những người yêu thơ cũng như là công chúng, nhân dân và các cháu học sinh tham dự. Cái ngày thơ hàng năm đã trở thành một cái nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Bắc Giang cũng như là của những người yêu thơ. Với chủ đề Người Kinh Bắc, Ngày Thơ Việt Nam tại Bắc Giang đã diễn ra nhiều hoạt động như trình diễn thi phẩm tiêu biểu của các nhà thơ Việt Nam, trưng bày tác phẩm thơ, hát quan họ, giới thiệu sản phẩm địa phương. Nhiều nhà thơ quốc tế cũng thể hiện những tác phẩm của mình viết về Việt Nam trong dịp này. Đây là lần thứ hai tôi tham dự hoạt động này. Lần này chúng ta có mời mong người thành viên sang đây và tất cả đều rất thích và đều có ấn tượng rất là lớn về ngày thơ Việt Nam. Chẳng ra cũng là hy vọng sau đây cũng có cơ hội để tiếp tục tham dự hoặc là mời các nhà thơ, nhà văn sang bên Đài Loan để giao lưu văn học. Ngày thơ Việt Nam là một trong những hoạt động điểm nhấn của Tuần Văn hóa Du lịch Bắc Giang năm 2019. Thông qua sự kiện, tỉnh Bắc Giang hy vọng sẽ quảng bá được văn hóa, đất nước và danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử đến đông đảo du khách. Lễ hội thơ năm nay thì được tổ chức rất là trang trọng và nhất là ở cái vùng Kinh Bắc là đất của văn chương lại tổ chức vào giữa một cái địa danh lịch sử lẫy lừng là Sương Giang. Tại sao chúng tôi Hội Nhà Văn và tỉnh Bắc Giang lại chọn địa điểm này để đọc thơ? Bởi vì đây là một cái địa điểm lịch sử rất đặc biệt. Cách đây 592 năm, cũng tại đây là cha ông chúng ta đã chiến thắng quân Minh một cách rất vang dội. Sự có mặt của 200 nhà văn, nhà thơ, dịch giả nổi tiếng khiến Ngày Thơ Việt Nam 2019 tại Bắc Giang khẳng định vai trò của văn hóa Bắc Giang trong dòng chảy chung của nền văn hóa Bắc Bộ nói riêng và văn hóa dân tộc nói chung.